Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh truyền hình ô tô BK TV. Và đây là chuyên mục xe đã qua sử dụng. Nếu như ai đó mong muốn tìm kiếm một mẫu xe hạng sang của châu Âu, hay còn gọi là dòng xe Audi, với giá cực rẻ và xe rất mới, thì đây chính là mẫu xe có lẽ là các bạn đang cần. Đây chính là mẫu xe Audi A1 sản xuất năm 2010, đăng ký 2011. Và giá thì cực rẻ. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái mẫu xe này, chất lượng của nó cụ thể thế nào và giá cả của nó thì cụ thể ra sao. Trước tiên thì các bạn có thể nhìn thấy cái dòng xe Audi A1 này thì được thiết kế nó rất là duyên dáng, được thiết kế với màu xanh biểu tượng 4 hình tròn, 4 cái logo tròn, trông rất là sang trọng đúng không ạ? Audi cơ mà. Audi là một trong những cái mẫu xe rất là sang trọng và được rất nhiều người yêu mến tại thị trường Việt Nam. Với cái công nghệ thì ở khu vực phía đằng trước này thiết kế nó rất đơn giản nhưng rất là tinh tế, bởi cái cụm đèn bi LED này các bạn có thể nhìn thấy đây. Đấy. Ngay từ những năm 2010 đã có giải đèn LED ban ngày rồi, cụm đèn gầm, rồi phun nước rỉa đèn pha, đầy đủ hết, không thiếu gì cả các bạn ạ. Biểu tượng logo mặt ca lăng cỡ lớn. Audi A1 là một trong những mẫu xe được đánh giá là rất duyên dáng và khá là hiếm hoi tại thị trường Việt Nam. Các bạn có thể nhìn thấy ở ngay cái mâm xe được thiết kế hình ngôi sao và thiết kế với hai cái màu chủ đạo, một là màu dạng kim loại phai định hình, hai là màu đen, tạo ra cảm giác rất thể thao. Ngay cả khu vực phía dưới đây, phần thân xe được thiết kế bởi những cái đường gân guốc rất là khỏe khoắn. Ở thị trường Việt Nam thì không phải ai cũng có điều kiện và cơ hội được sở hữu dòng xe Audi. Đặc biệt là cái mẫu xe Audi A1 này thì lại càng hiếm trên thị trường Việt Nam. Và các bạn có thể nhìn thấy cái dòng xe này thì được thiết kế phần phía dưới được thiết kế cùng màu với thân xe là màu xanh. Còn màu phía trên thì các bạn có thể nhìn thấy đây, từ cột A đến cột C thì được thiết kế màu trắng, tạo ra cái cảm giác rất là cách điệu. Và phần phía trên được thiết kế với cái màu đen, tạo ra cảm giác khá là thể thao. Đuôi cá cũng thế. Ở phần trong xe này các bạn có thể nhìn thấy đây, biểu tượng logo Audi. Thiết kế ở cốp sau này cũng khá là rộng rãi đúng không ạ? Đây các bạn có thể thấy cốp sau này. Đấy. Thiết kế khá là rộng rãi. Tất cả những cái vấn đề khi mà các bạn đang quan tâm một mẫu xe đã qua sử dụng thì chắc chắn các bạn sẽ phải tìm đến 4 yếu tố, trong đó có xe có bị tai nạn hay không, xe có bị ngập nước hay chưa, và xe có phải tháo hạ động máy hay chưa, tháo hạ cổ máy hay chưa, và giấy tờ an ninh an toàn có đảm bảo cho quý các bạn hay không. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái mẫu xe này, chúng tôi có thể cam kết được cho các bạn về chất lượng là đảm bảo 4 tiêu chí cho các bạn. Xe biển Hà Nội 30E29177, xe 2010, đăng ký 2011 các bạn nhé. Chúng ta sẽ vào không gian khoang nội thất để có thể cảm nhận. Camera có thể đi sang bên kia để có thể nhìn thấy rõ ràng các bạn ạ. Chúng ta sẽ vào cái mẫu xe Audi A1 này. Mẫu xe Audi A1, các bạn có thể nhìn thấy cái mẫu xe này thì chỉ có hai cửa thôi nhá. Các bạn đã nhìn thấy hai cửa thôi. Và nếu mà vào hàng ghế thứ hai thì chúng ta sẽ phải đẩy cái hàng ghế thứ nhất này lên, đúng không ạ? Mẫu xe 4 chỗ nhưng hai cửa thôi. Khi mà vào cái không gian khoang nội thất của cái dòng xe này thì các bạn có thể cảm nhận được một cái điều đó chính là cái hương thơm nó rất là ngào ngạt, nó rất là tuyệt vời. Đấy, xe này thì theo một chia sẻ của một anh đi mua xe thì anh ấy thấy là đây gặp một chị phụ nữ rất xinh đẹp, thực sự là rất xinh đẹp đi cái xe Audi A1 này. Và đấy, tất cả những cái ví dụ như là vô lăng lái này thì còn rất là trau chuốt này, chưa có bất kỳ một cái dấu hiệu hay cái sự gọi là mòn nào cả các bạn nhé. Đấy, vô lăng ba chấu và chưa có bất kỳ một cái mòn nào. Xe thì để trong hầm chung cư, của một hot girl, có thể nói là một hot girl tại thị trường Hà Nội. Và tôi sẽ quan sát đến cho các bạn là cái mẫu xe này. Hiện là đang đi được bao nhiêu km các bạn nhé. Tôi sẽ đóng cửa vào một chút nhé. Rồi. Xe đi được có 6 vạn rưỡi thôi các bạn ơi. Xe đi 6 vạn rưỡi sau 8 năm, tức là 1 năm chỉ đi có
Một năm chỉ đi có khoảng tầm 7.000 km mà thôi. Chưa đến 7.000 km. Đấy, chưa đến 7.000 km. Các bạn có thể nhìn thấy tất cả những cái chi tiết này còn rất mới, kể cả ghế da này còn cực kỳ mới các bạn ạ. Cực kỳ mới các bạn nhé. Các bạn hãy nhìn này, ghế da này, tất cả những chi tiết này còn rất mới và rất thơm. Cái mùi thơm nó cực kỳ quyến rũ các bạn ạ, cực kỳ quyến rũ. À, đầu DVD, gương chiếu hậu. À, hệ thống điều hòa đây, hệ thống điều hòa tự động này các bạn nhìn này. Hệ thống tự động điều hòa tự động nhá. Cân bằng điện tử. Thời đó cân bằng điện tử đã có rồi các bạn nhá. Hộp số tự động 7 cấp Trolic này. Đấy. Hệ thống tự động hộp số tự động 7 cấp nhá, S-Trolic các bạn nhá. Hộp số tự động 7 cấp S-Trolic này. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và nếu ai đó mong muốn sở hữu dòng xe này thì hãy đến trực tiếp tại showroom để có thể đến trải nghiệm xe nhá, cái mẫu xe Audi A1 này. Trên không phải ai cũng có điều kiện các bạn ạ. Không phải ai cũng có điều kiện để có thể sở hữu cái dòng xe này các bạn ạ. Để có thể sở hữu cái dòng xe này. Trên thị trường Việt Nam hiện nay chỉ chưa đầy 0,01% dân số được sở hữu cái dòng xe này. Mặc dù cái mẫu xe này hiện tại đang chào bán với mức giá rất rẻ các bạn ạ, rất rẻ. Tôi sẽ vào cái khoang động cơ các bạn nhé, khoang động cơ. Đây các bạn có thể nhìn thấy khoang động cơ này. Đấy, còn khá là mới đúng không ạ? Còn khá là mới. Các bạn có thể nhìn thấy ở keo chỉ này vẫn còn rất là nguyên bản đúng không ạ? Keo chỉ rất là nguyên bản. Keo chỉ thì còn nguyên bản và động cơ thì còn rất là mới các bạn nhé. Hộp số tự động 7 cấp. Hộp số tự động 7 cấp. Ok các bạn có thể nhìn thấy. Và nếu ai đó kiểu mong muốn được sở hữu dòng xe này thì hãy đến lái thử trực tiếp để có thể trải nghiệm. Các bạn có thể thấy và có thể trải nghiệm. Với cái mẫu xe này đang được chào bán với mức giá rất rẻ. Chỉ có 503 triệu mà thôi. 503 triệu để có thể sở hữu ngay cái dòng xe Audi A1. Đấy. Sản xuất năm 2010 và đăng ký 2011. Đấy. Rất hiếm trên thị trường Việt Nam hiện nay. Và nếu như các bạn có nhu cầu sở hữu cái dòng xe này thì hãy vui lòng mà comment xuống phía dưới hoặc gọi điện trực tiếp cho hotline của Đội Tiền Long. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị và các bạn. Hãy like và đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Thay mặt những người làm chương trình xin được gửi lời chúc sức khỏe đến quý bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin được trân trọng và hẹn gặp lại quý bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.